Bác sĩ mách bạn tuổi già, ăn nhiều bốn quả là kẻ thù của tế bào ung thư này sống rất thọ. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Các bạn thân mến, căn bệnh ung thư không chỉ gắn liền với những con số về tử vong hàng đầu mà còn khiến chúng ta lo lắng về những đau đớn, phiền toái mà nó mang lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là các bạn không nên để nỗi lo này chi phối quá mức đến cuộc sống hàng ngày. Bởi lẽ, ung thư tuy là một căn bệnh đáng sợ nhưng nó không phải là điều mà chúng ta không thể phòng tránh hay đối phó các bạn đã nghe nhiều về việc các món chiên nướng hay đồ muối chua có thể làm tăng nguy cơ ung thư vậy các bạn có bao giờ tự hỏi rằng liệu có những loại trái cây nào đặc biệt giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả không câu trả lời chắc chắn là có và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về bốn loại quả được các nhà khoa học chứng minh là kẻ thù của tế bào ung thư giúp cho bạn không chỉ phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này mà còn sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Các bạn hãy lắng nghe và ghi nhớ để có thêm những lựa chọn thông minh cho sức khỏe của mình mỗi ngày nhé. Bác sĩ tiết lộ 4 loại trái cây được mệnh danh là kẻ thù của bệnh ung thư. 1. Quả mọng Trong khi các món chiên, nướng, đồ muối chua hay thực phẩm bị mốc có thể gia tăng nguy cơ ung thư, thì cũng có những loại trái cây giúp giảm thiểu rủi ro này. Một trong số đó chính là các loại quả mọng các loại quả như dâu tây, việt quất, nho và nam việt quất không chỉ rất giàu chất chống oxy hóa mà còn chứa nhiều hợp chất quý giá như anthocyanin, flavonoid và polyphenol. Các bạn biết không, những hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư và thậm chí thúc đẩy quá trình tự diệt của chúng. Điều này nghe có vẻ kỳ diệu nhưng thực tế nó đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín. Một nghiên cứu từ Đại học Shanghai Giao Tông, đăng trên tạp chí Frontiers of Nutrition đã cho thấy rằng việc bạn có thể tiêu thụ 100 đến 200 gram nho mỗi ngày có thể giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, anthocyanin trong quả mọng có khả năng ngăn cản sự phát triển và truyền tín hiệu của tế bào ung thư, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. 2. Táo. Chắc không ai trong chúng ta xa lạ với câu nói, mỗi ngày một quả táo, bác sĩ chẳng phải ghé thăm. Táo là một nguồn cung cấp phong phú các chất chống oxy hóa như polyphenol, anthocyanin và flavonoid. Những hợp chất mạnh mẽ này giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương và hỗ trợ quá trình tự sửa chữa của cơ thể. Đặc biệt, betin là một loại chất xơ hòa tan có trong táo là đã được biết đến với khả năng kiểm soát huyết áp, ổn định lượng đường trong máu và giảm cholesterol. Nhờ vậy, táo không chỉ giúp bảo vệ mạch máu mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, một mối lo mà nhiều người cao tuổi chúng ta thường hay quan tâm bên cạnh đó các nghiên cứu khoa học còn chỉ ra rằng westin một chất có trong vỏ táo còn có tác dụng quan trọng trong việc ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư những hợp chất này cùng nhau tạo nên một lái chắn vững chắc giúp bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những nguy cơ bệnh tật vậy nên các bạn ạ à, không có lý do gì để bỏ qua việc thêm một quả táo vào thực đơn hàng ngày của mình hãy để những lợi ích tự nhiên mà táo mang lại giúp chúng ta không chỉ duy trì sức khỏe tim mạch kiểm soát huyết áp mà còn góp phần bảo vệ cơ thể khỏi căn bệnh ung thư. 3. Chuối Chuối không chỉ là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ giúp tiêu hóa tốt, mà còn ẩn chứa một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại ung thư, đó là yếu tố hoại tử khối u mang tên TNF. TNF có khả năng kích thích hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ung thư. Một nghiên cứu từ Nhật Bản đã chỉ ra rằng, chuối chính có thể kích hoạt sản xuất TNF, giúp cơ thể tăng cường khả năng phòng thủ trước sự tấn công của tế bào ung thư. Điều này biến chuối trở thành một trong những thực phẩm phòng ngừa ung thư hiệu quả mà chúng ta nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở đó, một nghiên cứu khác kéo dài 13 năm tại Thụy Điển với hơn 61.000 phụ nữ tham gia đã phát hiện rằng những người ăn ít nhất 4 quả chuối mỗi tuần có thể giảm đến 50% nguy cơ mắc ung thư thận. Đây là một kết quả đáng chú ý, minh chứng cho tầm quan trọng của việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe. 4. Quả kiwi trong số những loại trái cây giàu dinh dưỡng, quả kiwi thực sự nổi bật với hàm lượng vitamin C vượt trội, thậm chí còn nhiều hơn cả cam mà chúng ta vẫn thường biết đến. Vitamin C không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, mà còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra là yếu tố hàng đầu dẫn đến các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư hệ tiêu hóa và dạ dày. Vì vậy, Việc các bạn thường xuyên bổ sung kiwi vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe khi càng cao tuổi. Không dừng lại ở vitamin C, kiwi còn chứa một thành phần đặc biệt khác đó là glutathione. Đây là một chất quan trọng trong việc ức chế sự đột biến gen là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ung thư. Glutathione có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại ung thư nguy hiểm như ung thư gan, phổi và tuyến tiền liệt nhờ đó giúp ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư. Chúng ta đều biết rằng, khi tuổi tác ngày càng cao, việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và đủ dưỡng chất trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kiwi không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, tươi mát, mà còn là một người bảo vệ thầm lặng giúp các bạn phòng tránh được những căn bệnh hiểm nghèo. Sau 60 tuổi, thực hiện 6 điều sau đây để phòng ngừa ung thư. 1. Đi bộ 300 phút mỗi tuần ngăn ngừa ung thư các bạn thân mến, hoạt động thể chất thực ra là một dạng thần dược, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta, giúp ngăn chặn sự phát triển của các khối u. Đối với những ai đang chiến đấu với bệnh ung thư thì việc tập luyện thể dục có thể chính là một cầu nối giữa họ giúp ngăn chặn quá trình tiến triển của các tế bào ung thư. Với những lợi ích đáng kể như vậy, Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ đã khuyến nghị mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi chúng ta nên tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ nhanh trong vòng 300 phút mỗi tuần. Điều này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư mà còn giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt khi càng về cao tuổi. 300 phút nghe qua có thể hơi nhiều, nhưng thật ra, nếu chúng ta chia nhỏ và thực hiện từng phần, chúng dường như là điều dễ dàng và hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn có thể chia thành 5 buổi trong một tuần, mỗi buổi chỉ cần 60 phút. Mỗi phút bạn dành ra để chăm sóc cơ thể mình đều là một phút đầu tư vào cuộc sống khỏe mạnh và tươi sáng của bạn. Chìa khóa ở đây chính là sự kiên trì, Hãy nhớ rằng, không có công việc gì quan trọng hơn việc chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và đừng chần chừ gì nhé. 2. Chọn thực phẩm hàng đầu phòng chống ung thư. Khi chúng ta nói về các phương pháp để phòng chống ung thư thì không thể không nhắc đến việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các loại thực phẩm hàng đầu trong cuộc chiến chống lại ung thư này là gì nhé. Đầu tiên, đó là nhóm thực phẩm giàu chất xơ và vitamin. Rau xanh, quả mọng, các loại hạt là những nguồn tuyệt vời của vitamin và chất xơ, giúp tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch của bạn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Tiếp theo đó là nhóm thực phẩm chứa hoạt chất chống ung thư. Hãy tưởng tượng một tách trà nóng hổi hoặc một món salad được ướp với các loại thảo mộc và gia vị phong phú. Chúng không chỉ tạo ra hương vị tuyệt vời mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể của bạn tránh khỏi ung thư. Không những thế mà nhóm thực phẩm chứa lợi khuẩn cũng rất quan trọng các sản phẩm từ sữa tự nhiên, phô mai dầu probiotics sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và từ đó cải thiện hệ tiêu hóa của bạn. Và cuối cùng, không quên nhóm thực phẩm dầu protein và chất béo lành mạnh. Thịt hữu cơ, cá tự nhiên và các loại dầu chưa tinh chế sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta nguồn năng lượng và dinh dưỡng cần thiết từ đó giúp tăng sức đề kháng và phòng chống bệnh tật. 3. Ngủ ngon và đủ giấc đẩy lùi ung thư Chắc hẳn bạn đang thắc mắc rằng giấc ngủ làm thế nào có thể liên quan đến ung thư. Câu trả lời nằm trong một nghiên cứu mới đây của Đại học Hồng Kông. Vâng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một mối liên hệ mạnh mẽ giữa mất ngủ và nguy cơ mắc phải các bệnh gen học như ung thư. Hóa ra, những người thường xuyên mất ngủ có nguy cơ bị đứt gãy ADN cao hơn 30% so với mức bình thường và tỷ lệ này cũng tăng lên đến 55% đối với những người mất ngủ cấp tính. Điều này hoàn toàn có lý khi ta biết được rằng, trong giấc ngủ cơ thể chúng ta bắt đầu công việc phục hồi và tái tạo sẽ cung cấp nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe và hệ thống miễn dịch. Thật khó tin nhưng cảm giác thực sự thoải mái sau một giấc ngủ ngon không chỉ giúp bạn sản khoái, thư giãn mà bên cạnh còn có vai trò quan trọng trong việc phòng chống ung thư đấy các bạn ạ. À. Vì vậy, để tiếp tục những nỗ lực phòng chống ung thư, chúng ta không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc và có chất lượng. Những giờ ngủ yên bình không chỉ giúp cơ thể phục hồi sau một ngày dài, mà còn giúp cải thiện giấc ngủ từ đó giúp tăng cường sức đề kháng và đẩy lùi ung thư. 4. Giảm bớt căng thẳng tâm lý, lạc quan vui sống. Căng thẳng tâm lý, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp của ung thư, nó lại có khả năng tăng nguy cơ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đang chiến đấu với bệnh ung thư bằng nhiều cách. Căng thẳng kéo dài có thể động viên chúng ta tìm đến những thói quen không tốt như hút thuốc và uống rượu, tăng nguy cơ phát triển ung thư. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng căng thẳng tâm lý có thể tăng tốc quá trình di căn của ung thư những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng và bất lực không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của việc điều trị ung thư vì vậy một trong những phương pháp phòng chống ung thư hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng hàng ngày là giữ tình trạng tâm lý lạc quan mỗi ngày hãy tập trung vào những điều tích cực giúp đỡ người khác và lưu ý những điều tốt đẹp xung quanh bạn hãy thực hành thói quen giải tỏa căng thẳng như thiền tập thể dục nghe nhạc, ngồi yên một mình hay thậm chí là cười. Các nghiên cứu cho thấy, cười giúp giảm mức cortisol là gọi là hóc môn căng thẳng và tăng endorphin, tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể. 5. Không hút thuốc, không uống rượu bia Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ nói về hai thói quen vô cùng quen thuộc cần tránh để phòng tránh căn bệnh ung thư đó là hút thuốc và uống rượu bia. Các nghiên cứu cho thấy rằng một phần ba số người tử vong vì ung thư có liên quan đến việc hút thuốc. Nếu bạn muốn một điểm sống sót trong cuộc chiến chống tử thần này, hút thuốc là một việc bạn nên dừng lại ngay lập tức. Thuốc lá chất đầy hóa chất độc hại có thể dẫn đến ung thư ở nhiều bộ phận trong cơ thể. Tiếp theo là thói quen uống rượu. Mặc dù một ly rượu sẽ không làm hại ai, nhưng nếu uống không tự chủ, mức độ tiêu thụ có thể gây ung thư, từ ung thư gan đến ung thư vú. Đặc biệt nguy hiểm hơn cả là ở các trường hợp vừa hút thuốc vừa uống rượu ở người cao tuổi. Các nghiên cứu cho thấy những nguy cơ đáng sợ từ việc kết hợp hai thói quen này, bao gồm có thể gây ra ung thư vòm họng, thực quản và niêm mạc. 6. Khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh. Chúng ta cần như thế nào để tự đẩy lùi nguy cơ ung thư? Câu trả lời là thông qua việc phát hiện sớm các nguy cơ gây bệnh và quản lý chúng. Và một trong những cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm là thông qua việc khám sức khỏe định kỳ. Quá trình khám sức khỏe định kỳ không chỉ là một cuộc gặp gỡ với bác sĩ nó còn bao gồm những xét nghiệm khám các cơ quan bên trong cơ thể qua siêu âm hay chụp sqng những điều này sẽ giúp bác sĩ đánh giá tổng thể về tình hình sức khỏe của bạn và nguy cơ mắc bệnh trong tương lai phát hiện sớm có thể không sửa chữa được tất cả nhưng nó có thể giúp ta có được phương án điều trị kịp thời giảm nhẹ tác động của bệnh lý và hạn chế khả năng tái phát hơn nữa thông qua việc khám sức khỏe định kỳ bác sĩ còn có thể hướng dẫn bạn trong việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống bạn có thể biết cần làm gì để giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng cường sức khỏe của mình. Các bạn thân mến, cuộc hành trình chăm sóc sức khỏe tuổi già không hề đơn giản, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho bản thân từ chính những thói quen hàng ngày. Việc bổ sung các loại trái cây giàu dưỡng chất như quả mọng, táo, chuối và kiwi không chỉ mang lại niềm vui trong việc chăm sóc sức khỏe mà còn giúp các bạn chủ động bảo vệ cơ thể khỏi những căn bệnh nguy hiểm như ung thư. Những loại trái cây này không chỉ là món quà từ thiên nhiên mà còn là người bạn đồng hành tin cậy góp phần giữ cho các bạn một cơ thể khỏe mạnh và một tuổi thọ dài lâu. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, đôi khi chúng ta không nhận ra những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại lại chính là hung thủ đang âm thầm phá hủy đi các bộ phận trong cơ thể của mình. Nếu như không thay đổi sớm những thói quen này thì về lâu về dài sẽ có thể dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm và khó chữa trị. Mỗi người trong chúng ta đều có những thói quen ăn uống riêng đúng không ạ, à? nhưng bạn biết không không phải thói quen nào cũng tốt. Trong chương trình hôm nay, chuyện nhân quả xin chia sẻ đến các cô bác và anh chị em một số thói quen ăn uống xấu mà mọi người và người thân nên hạn chế hoặc thậm chí né hoàn toàn vì chúng có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Hãy cùng lắng nghe và tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình nhé. 1. Bỏ bữa sáng Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta, đặc biệt là người cao tuổi. Đó chính là việc bỏ bữa sáng. Một nghiên cứu của Đức với sự tham gia của hơn 40% người dân có thói quen bỏ bữa sáng và kết quả là tuổi thọ của họ ngắn hơn 2,5 năm so với 60% còn lại. Đây là một con số rất đáng báo động và phần nào cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc ăn sáng đối với sức khỏe đúng không? Khi bạn không ăn sáng sẽ khiến cho cơ thể không có nguồn cung năng lượng và vì thế nó buộc phải huy động lượng đường và protein dự trữ để duy trì hoạt động. Điều này sẽ làm cho bề mặt da trở nên khô hơn, mất chất dinh dưỡng và dễ xuất hiện các nếp nhăn quanh mắt và mặt. Quá trình lão hóa vì thế cũng diễn ra nhanh hơn ở những người thường xuyên nhịn ăn sáng đó các bạn. Dòng thời, khi dạ dày đang rỗng vào buổi sáng cũng tạo điều kiện cho cơ thể hình thành nhiều thromboprotein. Loại protein này sẽ nhanh chóng dẫn đến rối loạn chuyển hóa, béo phì, huyết khối và nhồi máu cơ tim chức năng hoạt động của mật cũng từ đó bị suy giảm nếu như bạn bỏ bữa sáng trong thời gian dài. Cholesterol cô đặt trong mật sẽ tích tụ và từ đó dẫn đến việc hình thành sỏi mật, gây ra những cơn đau thắt và không hề dễ chịu. Không những thế, các bác sĩ còn cho biết khi bạn bỏ bữa sáng còn khiến cơ thể luôn trong trạng thái cảm thấy đói cồn cào, mệt mỏi dẫn đến tụt huyết áp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động hàng ngày của bạn nữa đó vì vậy các cô bác và anh chị em hãy nhớ rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nó cung cấp năng lượng cần thiết để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống đừng bỏ qua bữa sáng dù bận rộn đến đâu cũng hãy dành thời gian để ăn sáng đầy đủ và cân đối các bạn nhé hai ăn quá nhanh chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng nghe qua câu nói nhai kỹ no lâu của ông bà xưa đúng không đây không chỉ là một lời truyền đại mà còn là một bài học quý giá về cách chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình bạn biết không khi chúng ta ăn quá nhanh thức ăn vẫn chưa được xử lý kỹ ở khoang miệng khi chúng vẫn còn ở dạng thô thì đã đi xuống dạ dày điều này tạo ra gánh nặng rất lớn cho dạ dày khiến cho niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương và dẫn đến nhiều bệnh về đường tiêu hóa việc ăn chậm và nhai kỹ sẽ giúp dạ dày và ruột non của bạn làm việc nhẹ nhàng hơn từ đó giúp hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả và tránh xảy ra tình trạng đầy bụng khó tiêu thêm vào đó khi chúng ta ăn nhanh thì hệ thần kinh trung ương của não bộ khó kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Điều này dễ dẫn đến tình trạng ăn quá no mà không kịp nhận ra. Khi đó, lượng lớn năng lượng tích trữ trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất béo và làm tăng nguy cơ béo phì. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chậm rãi và nhai kỹ thường có chỉ số khối cơ thể thấp hơn và ít gặp các vấn đề về tiêu hóa hơn so với những người ăn nhanh. Hơn nữa, Ăn chậm cũng giúp cơ thể chúng ta có đủ thời gian để gửi tín hiệu lên não rằng chúng ta đã no từ đó tránh tình trạng ăn quá mức do đó sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả nữa đó các bạn ạ. À. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống này? Trước tiên, bạn hãy dành thời gian ngồi xuống ăn bữa ăn một cách thư giãn và thoải mái. Không nên ăn vội vàng hay ăn khi đang làm việc khác. Thứ hai, hãy cố gắng nhai mỗi miếng thức ăn ít nhất 20 đến 30 lần trước khi nuốt nhé. Vì điều này không chỉ giúp thức ăn được nghiền kỹ hơn mà còn giúp chúng ta thưởng thức hương vị của món ăn một cách trọn vẹn hơn. 3. Ăn quá mặn. Chúng ta đều biết rằng muối là một gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt đúng không ạ? À? Từ những món canh thanh đạm đến những món kho đậm đà, muối luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, khi bạn tiêu thụ quá nhiều muối lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là đối với những người cao tuổi đã ngoài 60 theo các chuyên gia sức khỏe thì việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây ra các bệnh về gan thận gây hại cho tim mạch và dẫn đến huyết áp cao khi chúng ta ăn quá nhiều muối cơ thể cũng sẽ phải giữ lại một lượng nước để cân bằng lượng muối này từ đó gây ra tình trạng giữ nước và tăng áp lực lên tim và mạch máu điều này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc phải các bệnh tim mạch mà bên cạnh đó còn gây tổn hại đến gan và thận đây vốn là hai cơ quan vô cùng quan trọng trong việc lọc và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta một trong những bệnh lý phổ biến nhất ở người cao tuổi chúng ta do tiêu thụ quá nhiều muối đó là tăng huyết áp. Và bạn biết không, huyết áp cao chính là nguyên nhân chính dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Vì thế việc chúng ta kiểm soát lượng muối tiêu thụ hàng ngày là một trong những biện pháp hiệu quả để phòng ngừa và kiểm soát huyết áp khi càng cao tuổi đó ạ. À? Các bạn có biết rằng theo khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới thì mỗi người không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày không? Tuy nhiên Thực tế cho thấy nhiều người Việt chúng ta thường tiêu thụ gấp đôi, thậm chí gấp ba lượng muối khuyến nghị này. Điều này xuất phát từ thói quen ăn mặn và sử dụng nhiều gia vị trong nấu nướng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giảm lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày mà vẫn đảm bảo hương vị thơm ngon của món ăn? Trước hết, hãy thử giảm dần lượng muối khi nấu ăn. Bạn có thể sử dụng các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, ớt, tiêu để tăng thêm hương vị cho món ăn mà không cần thêm quá nhiều muối. Ngoài ra, hãy chú ý đến lượng muối trong các thực phẩm chế biến sẵn và hạn chế tiêu thụ những thực phẩm này các bạn nhé. 4. Uống không đủ nước. Trước tiên, chúng ta hãy hiểu rằng nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể chúng ta. Nước không chỉ giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể, bôi trơn các khớp mà còn vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào, loại bỏ chất thải qua tiểu tiện và mồ hôi. Khi chúng ta chỉ uống nước khi khát, cơ thể đã ở trong trạng thái thiếu nước điều này khiến cho lượng nước tiểu giảm và cô đặc hàm lượng muối trong nước tiểu tăng cao dễ tạo thành kết tủa nếu kết hợp với việc đi tiểu ít các chất kết tủa này có thể dần dần hình thành sỏi trong đường tiết niệu hoặc sỏi mật sỏi không chỉ gây ra đau đớn mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng đường tiết niệu tắc nghẽn niệu đạo và nếu không được điều trị kịp thời thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức năng thận bên cạnh đó khi cơ thể của bạn bị thiếu nước thì huyết áp sẽ bị hạ thấp nhịp tim tăng lên để cố gắng bù đắp lượng máu lưu thông giảm lưu lượng máu đến não cũng bị chậm lại dẫn đến giảm khả năng tập trung và dễ mệt mỏi điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi vì họ đã có hệ tuần hoàn và các cơ quan khác suy yếu hơn so với người trẻ tuổi vậy làm thế nào để duy trì sức khỏe tốt đặc biệt là khi tuổi đã cao chúng ta cần thay đổi thói quen uống nước của mình đừng đợi đến khi cảm thấy khác mới uống nước mà hãy hình thành thói quen uống nước đều đặn trong suốt cả ngày theo khuyến nghị, mỗi người nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, tương đương với khoảng 2 lít nước. Tuy nhiên, lượng nước cần uống cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, mức độ hoạt động và thời tiết. Một cách để đảm bảo chúng ta uống đủ nước là luôn mang theo một chai nước bên mình và uống từng ngụm nhỏ đều đặn. Ngoài ra, hãy chú ý đến màu sắc của nước tiểu. Nước tiểu trong và nhạt màu thường là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đã được cung cấp đủ nước. Ngược lại, nếu nước tiểu có màu vàng đậm hoặc có mùi mạnh, đó là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước. 5. Pha trà trong cốc giữ nhiệt. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta yêu thích việc uống trà đặc biệt là bước vào giai đoạn của tuổi già phải không ạ? À? Trà không chỉ là một thức uống giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận hưởng trọn vẹn hương vị và công dụng của trà, việc pha trà và bảo quản trà đúng cách là vô cùng quan trọng. Thông thường Nước nóng ở khoảng 80 độ C là nhiệt độ lý tưởng để pha trà. Ở nhiệt độ này, các tinh chất trong lá trà sẽ được chiết xuất một cách hoàn hảo, mang lại hương vị tinh tế và giữ nguyên các dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, khi chúng ta đựng trà trong bình giữ nhiệt, nước nóng sẽ duy trì ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Điều này có thể phá hủy các vitamin và dưỡng chất quý giá trong lá trà. Hương thơm tự nhiên và các tinh dầu của trà cũng sẽ bốc hơi, làm mất đi hương vị đặc trưng của trà. Hơn nữa, đại lượng axit tannic có trong lá trà, vốn có tác dụng chống oxy hóa và tốt cho sức khỏe, cũng sẽ bị biến mất. Việc đựng trà trong bình giữ nhiệt không chỉ làm giảm phẩm chất của trà mà còn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức trà của chúng ta. Thay vì cảm nhận được hương vị tươi mát, dịu dàng của từng ngụm trà, chúng ta sẽ phải chịu đựng một ly trà có vị đắng chát, mất hẳn sự thanh tao và tinh tế vốn có. Vậy, làm thế nào để giữ được hương vị và phẩm chất của trà? Một cách đơn giản là hãy pha trà và thưởng thức ngay sau khi pha. Nếu muốn mang theo trà để uống dần, chúng ta có thể dùng các loại bình đựng trà có khả năng giữ nhiệt vừa phải, hoặc để trà nguội bớt trước khi đổ vào bình giữ nhiệt. Điều này giúp duy trì hương vị và dưỡng chất của trà trong thời gian dài hơn. 6. Ăn quá ngọt. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về một thói quen ăn uống mà nhiều người yêu thích nhưng lại gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Đó là thói quen ăn ngọt có lẽ không ít quý vị ở đây thích thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon, những ly nước ngọt mát lạnh hay những thanh kẹo ngọt ngào. Nhưng liệu chúng ta có biết rằng, việc ăn ngọt quá nhiều có thể mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của chúng ta. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều đường, điều đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy là tình trạng thừa cân và béo phì. Đường dư thừa không chỉ làm tăng cân mà còn tích tụ mỡ ở những vùng khó giảm như bụng, đùi và hông. Không chỉ dừng lại ở đó, béo phì còn là tiền đề cho nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như tiểu đường, bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều đường còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đường huyết tăng cao khiến cơ thể phải sản xuất nhiều insulin hơn để kiểm soát lượng đường trong máu. Theo thời gian, việc này làm cho tuyến tụy mệt mỏi và giảm khả năng sản xuất insulin dẫn đến bệnh tiểu đường tuyếp 2. Bệnh tiểu đường không chỉ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta không chỉ dừng lại ở đó những người thích ăn ngọt còn có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư như ung thư thực quản ung thư ruột và ung thư dạ dày đường là nguồn năng lượng ưa thích của các tế bào ung thư giúp chúng phát triển nhanh chóng việc tiêu thụ nhiều đường cũng gây viêm nhiễm trong cơ thể làm tăng nguy cơ phát triển các khối u vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe của chúng ta đầu tiên chúng ta cần hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường thay vào đó Hãy lựa chọn các loại trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp năng lượng lành mạnh mà còn giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn và duy trì cân nặng hợp lý. 7. Ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn. Trong cuộc sống hiện đại, thực phẩm chế biến sẵn trở nên phổ biến vì tính tiện lợi và hương vị hấp dẫn của nó. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe mà chúng ta cần phải lưu ý thực phẩm chế biến sẵn thường được làm với nhiều chất bảo quản và gia vị nhân tạo để tăng hương vị và thời gian bảo quản dù rất hấp dẫn và dễ dàng nhưng chính những thành phần này lại có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn quá nhiều có thể dẫn đến béo phì tăng huyết áp và thậm chí là ung thư nội tạng điều này là do hàm lượng chất bảo quản và các hóa chất có trong thực phẩm chế biến sẵn có thể tích tụ trong cơ thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng chúng ta nên nhớ rằng thực phẩm tươi sống không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giữ nguyên được nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể sau củ quả tươi thịt cá tươi không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất mà còn ít chất bảo quản giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh vì vậy thay vì chọn thực phẩm chế biến sẵn hãy cố gắng đưa thực phẩm tươi sống vào bữa ăn hàng ngày của bạn đây là cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như vậy, chúng ta sẽ có thể tận hưởng cuộc sống lâu dài và vui khỏe hơn. Hãy cùng nhau thay đổi thói quen ăn uống để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho chính mình nhé. 8. Ăn quá no. Sau một bữa ăn ngon, cảm giác no bụng dường như sẽ mang lại cảm giác rất dễ chịu, nhưng bạn có biết rằng, việc ăn quá no có thể gây ra những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Khi chúng ta ăn nhiều hơn mức cần thiết, hệ tiêu hóa của cơ thể phải làm việc cực nhọc để xử lý lượng thức ăn dư thừa khi dạ dày phải làm việc quá sức nó không thể tiết ra đủ dịch tiêu hóa cần thiết để phân giải thức ăn một cách hiệu quả kết quả là dạ dày hoạt động chậm lại thức ăn không được tiêu hóa và hấp thụ hết điều này không chỉ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu mà còn có thể dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng khác khi thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn cơ thể không chỉ gặp khó khăn trong việc hấp thụ dinh dưỡng mà còn phải xử lý năng lượng dư thừa lượng năng lượng thừa này thường được chuyển hóa thành mỡ làm tăng nguy cơ béo phì. Và bạn biết không, béo phì chính là nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều căn bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, tiểu đường và cao huyết áp. Ngoài ra, khi cơ thể phải xử lý một khối lượng lớn thức ăn, chúng ta cũng có thể cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng. Điều này làm giảm khả năng hoạt động và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, chúng ta nên chú ý không ăn quá no. Hãy ăn chậm, nhai kỹ và lắng nghe cơ thể mình. Đôi khi chỉ cần điều chỉnh thói quen ăn uống nhỏ là bạn đã có thể cải thiện sức khỏe và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. 9. Ăn hoa quả ngay sau bữa ăn. Nhiều người chúng ta có thói quen kết thúc bữa ăn bằng một phần hoa quả tươi ngon và đây là một thói quen có vẻ vô hại. Nhưng thực ra, việc ăn hoa quả ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tiêu hóa của cơ thể chúng ta. Khi chúng ta ăn hoa quả ngay sau bữa ăn chính, dạ dày đang phải làm việc chăm chỉ để tiêu hóa thức ăn chính và lúc này, việc thêm vào một lượng lớn hoa quả có thể gây ra sự ngưng trệ trong quá trình tiêu hóa. Hoa quả chứa nhiều chất xơ và các loại đường tự nhiên, và khi chúng được đưa vào dạ dày ngay sau bữa ăn, chúng có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Dạ dày sẽ phải hoạt động nhiều hơn để xử lý cả thức ăn chính lẫn hoa quả, điều này có thể làm cho dạ dày trở nên căng thẳng và dễ bị tổn thương hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu và thậm chí gây ra đau dạ dày. Hãy tưởng tượng dạ dày của chúng ta như một cỗ máy cần phải hoạt động hiệu quả để phân giải thức ăn. Khi chúng ta nạp thêm hoa quả ngay sau bữa ăn, cỗ máy này phải làm việc nhiều hơn, điều này không chỉ khiến dạ dày mệt mỏi mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày. Để bảo vệ sức khỏe dạ dày của mình, chúng ta nên đợi ít nhất một khoảng thời gian sau bữa ăn trước khi thưởng thức hoa quả. Thời gian khoảng 30 phút đến 1 giờ là hợp lý để dạ dày có thể hoàn thành việc tiêu hóa thức ăn chính trước khi tiếp nhận thêm hoa quả. 10. Uống rượu bia. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người thường xuyên uống rượu bia có nguy cơ mắc các bệnh về gan và thận cao hơn từ 4 đến 5 lần so với những người không uống hoặc uống ít. Đây là con số không hề nhỏ và đáng để chúng ta suy nghĩ. Rượu bia chứa nhiều cồn và các chất kích thích khác và khi chúng đi vào cơ thể Gan và thận của chúng ta phải làm việc vất vả để xử lý và loại bỏ các độc tố này. Hãy tưởng tượng gan và thận của chúng ta như những người công nhân chăm chỉ, làm việc không ngừng để giữ cho cơ thể sạch sẽ và khỏe mạnh. Khi chúng ta uống rượu bia, những công nhân này phải làm việc quá sức để xử lý và thải trừ các chất độc hại. Điều này không chỉ khiến chúng phải hoạt động hết công suất mà còn có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho các cơ quan này. Gan, đặc biệt là cơ quan chính giúp chúng ta phân giải cồn và các chất độc hại khi gan phải làm việc quá nhiều và quá lâu có thể dẫn đến các bệnh lý như viêm gan sơ gan và thậm chí là ung thư gan tương tự thận cũng phải gánh một phần công việc khổng lồ trong việc loại bỏ độc tố và việc uống rượu bia quá mức có thể dẫn đến suy thận và các vấn đề nghiêm trọng khác để bảo vệ sức khỏe của mình và duy trì sự hoạt động hiệu quả của gan và thận chúng ta nên cân nhắc giảm hoặc bỏ hẳn thói quen uống rượu bia một lối sống lành mạnh không chỉ giúp chúng ta phòng ngừa bệnh tật mà còn giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau khám phá 10 thói quen ăn uống có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta khi tuổi đã cao. Những thói quen này tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng thực sự có thể trở thành hung thủ âm thầm tấn công các bộ phận trong cơ thể và làm rút ngắn tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đừng chờ đợi đến khi bệnh tật gõ cửa mà bạn hãy chủ động thay đổi lối sống ngay hôm nay bằng cách làm cho những thói quen ăn uống của chúng ta trở nên lành mạnh hơn, chúng ta không chỉ bảo vệ bản thân khỏi các bệnh nguy hiểm mà còn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn đó các bạn ạ. À.